Xin kính chào quý vị khán giả. Giá điện bán lẻ tăng 6,08% vẫn đang là chủ đề được dư luận khá quan tâm. Mặc dù trong buổi họp báo thường kỳ chính phủ vào cuối tuần qua thì Thứ trưởng Bộ Công Thương đã khẳng định rằng việc tăng giá là cần thiết và đã có sự tính toán hết sức kỹ lưỡng của chính phủ cũng như Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Tuy nhiên thì vẫn còn đó một số băn khoăn. Như tờ tuổi trẻ sáng nay thì đặt ra vấn đề về cách tính điện hiện nay cho các ngành liệu có công bằng hay không. Ví dụ như là giá điện cho doanh nghiệp tiêu tốn năng lượng như là xi măng hay luyện kim thì đang rất thấp và chính người dân sử dụng điện lại đang là người phải bù lỗ cho các doanh nghiệp này. 5 sen 1 giờ tức là khoảng 1.100 đồng 1 giờ đó là giá đặc biệt ưu đãi. Việc nhà nước có ưu đãi, bán điện giá rẻ có thể là hợp lý, nhưng cần hạn chế khả năng mất cân đối của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Với lộ trình tăng giá thì những dự án tiêu tốn nhiều năng lượng cũng phải tính đến việc doanh nghiệp nào dùng càng nhiều thì càng phải trả giá cao, tương tự như với người dân. Việt Nam hiện từ nước xuất khẩu năng lượng dần chuyển sang nhập khẩu, ngành điện không nên ưu đãi cho những ngành vừa tốn năng lượng vừa có thể gây ô nhiễm, đó là nhận định từ từ tuổi trẻ. Ngoài ra trách nhiệm tự thân của tập đoàn điện lực Việt Nam EVN cũng cần phải được làm rõ, bởi EVN là một doanh nghiệp kinh doanh phải tự tính lời lỗ không thể tự bỏ tiền ra kinh doanh báo lỗ rồi lấy tiền đó bù sang từ việc áp giá điện cao tiền điện tăng thêm thu về rồi lại tiếp tục được kinh doanh như thế nào xa hơn nữa là tái cấu trúc tập đoàn ra sao để có một thị trường điện cạnh tranh thực sự đó cũng là điều mà nhiều người dân quan tâm